Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Putin hạ mật lệnh thời điểm tái kiểm soát khớp được ấn định sẽ không có lối thoát cho Ukraine. Gần đây, Nga đã có những bước tiến trên chiến trường Ukraine, nhưng tỉnh kết của nước này đã bị lực lượng Ukraine tấn công bất ngờ. Đã nửa tháng trôi qua mà người Ukraine vẫn chưa rút khỏi lãnh thổ Nga, Thông tin mới nhất từ truyền thông cho biết, Tổng thống Nga Putin đã hạ lệnh cho quân đội Nga phải tái kiểm soát kết trong một khoảng thời gian nhất định. Ngày 20 tháng 8, hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus tiết lộ rằng ông Putin đã hạ mật lệnh đánh đuổi lực lượng Ukraine ra khỏi kết trước ngày 1 tháng 10 mà không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga ở Donbass. Trước đó, Tổng thống Nga từng tuyên bố Ukraine đã khiêu khích tài kết và sẽ nhận được phản ứng xứng đáng. Theo trang Sohu Trung Quốc, kể từ khi hàng ngàn binh sĩ Ukraine đột kích kết vào ngày 6 tháng 8, lực lượng này sau đó đã tiếp tục đổ vào không ngừng với tổng số quân đạt hơn 10.000 người. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã kiểm soát 92 khu định cư và hơn 1.250 km vuông diện tích đất tại kết. Sohu dẫn lời các nhà phân tích cho rằng khả năng quân đội Ukraine đạt được những chiến tích như Tổng thống Zelensky công bố là do phía Ukraine cố tình phóng đại nhằm duy trì tinh thần của quân sĩ và người dân nước này, đồng thời tạo ấn tượng rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã có những bước tiến đáng kể khi đột kích lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo Sohu, việc lực lượng Ukraine vẫn bám trụ chiến trường kết là thực tế không thể phủ nhận, trong bối cảnh xung đột trên nhiều mặt trận giữa Nga và Ukraine, Kiev gần đây đã tập trung chủ yếu vào kết. Thậm chí không ngần ngại rút quân từ mặt trận trong nước để duy trì sức mạnh tấn công tại kết. Theo trang Aviapro của Nga, ngày 20 tháng 8 tiết lộ, tình hình tại tuyến đường Ligov, Zuzansky hướng tới kết rất căng thẳng vì khu vực này rất quan trọng đối với cả hai nước nên lực lượng Ukraine liên tục triển khai thêm quân mới mặc dù đã có quy mô lên tới một tiểu đoàn tại đó tình hình ở thị trấn Sucha thuộc tỉnh Kết cũng vẫn căng thẳng. Sức mạnh quân sự của Ukraine tại khu vực này tiếp tục gia tăng và đạt quy mô ba lữ đoàn gây ra mối đe dọa lớn cho quân đội Nga. Theo hãng tin TASS Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belosov thông báo đã thành lập ba quân đoàn mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Những đơn vị này sẽ được đặt tên tương ứng với tỉnh phụ trách bảo vệ là Bengorod, Ryazan và Kết. Trang AviaPro cũng tiết lộ một thông tin đáng chú ý rằng trên kênh truyền hình quốc gia Nga, cựu thành viên Duma quốc gia Hạ viện Nga Natalia Narosnikaya nói rằng cần phải có phản ứng với những gì xảy ra ở Kết để trả đũa Ukraine và đề xuất tiến hành ném bom giải thảm vào lực lượng Ukraine ở vùng Kết. Theo bộ tình trạng khẩn cấp Nga, 121.000 dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực kể từ khi giao tranh ở Kết bắt đầu. Sohu nhận định kịch bản Nga ném bom rải thảm vào lực lượng Ukraine tại kết không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Nếu không phải vì việc Nga muốn rảnh tay để phản công Ukraine một cách mạnh mẽ, tại sao họ phải tiêu tốn nhiều nhân lực và vật lực như vậy để sơ tán dân thường? Trang Sohu đặt câu hỏi, ngoài ra các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng liên tiếp khẳng định rằng 60 bay ném bom Tu-95 của Nga đã bay từ căn cứ không quân Olenia ở tỉnh Mosman thuộc vòng bắc cực tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Saratov, gần biển Caspian. Ông Putin họp về tình hình biên giới cáo buộc Ukraine hành động nguy hiểm. Tại cuộc họp ngày 22 tháng 8, Tổng thống Nga Putin đã lắng nghe lãnh đạo các vùng Belgorod, Ryazan và Kut thông báo về tình hình biên giới trong bối cảnh lực lượng Ukraine tấn công. Trong cuộc họp, ông Alexei Semenov, quyền thống đốc vùng Kut, báo cáo với Tổng thống Nga rằng tình hình xung đột quanh nhà máy điện hạt nhân Kut nơi có bốn lò phản ứng RBMK-1000 tạm thời vẫn ổn định. Ông Seminov cũng cho biết thêm rằng, kể từ ngày 6 tháng 8 khi lực lượng Ukraine tấn công vùng kết, 133.190 người đã rời đi hoặc được chính quyền hỗ trợ sơ tán. Về tình hình vùng Kriyan, thống đốc vùng này, ông Alexander Bogomart, báo cáo với Tổng thống Nga rằng quân đội Nga hôm 22 tháng 8 đã đẩy lùi một nỗ lực xâm nhập của lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về vụ việc. Kênh tin tức Telegram Mass Nga đưa tin lực lượng Ukraine đã cố gắng đột phá phòng tuyến ở làng Zabrama, vùng Krian, cách biên giới Nga-Belarus khoảng 30 km. Hơn 200 binh sĩ Ukraine đã tham gia vào cuộc đột kích, nhưng phải rút lui sau khi hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga hôm 22 tháng 8 tuyên bố, kể từ ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 4.700 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập một kết. Ukraine công bố video tập kích mục tiêu Nga ở kết bằng bom lượng GBU-39 của Mỹ. Theo tờ Kiev Independent, tướng Olechuk đăng video cuộc không kích vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương ngày 22 tháng 8. Video quay cảnh cuộc tập kích với nhiều vụ nổ lớn tạo ra những cột khói màu trắng. Tướng Olechuk thông báo một sở chỉ huy vận hành máy bay không người lái một đơn vị tác chiến điện tử, thiết bị, vũ khí và khoảng 40 quân nhân Nga đã bị đánh trúng trong cuộc không kích. Tư lệnh không quân Ukraine không cho biết cụ thể kết quả vụ ném bom. Vũ khí được sử dụng là bom lượng dẫn đường GBU-39 do Mỹ sản xuất. Loại bom này còn được gọi là bom dẫn đường cỡ nhỏ do mỗi quả chỉ nặng khoảng 110 kg. Đây là lần đầu tiên không quân Ukraine công bố thông tin về một đợt không kích sử dụng bom GBU-39 của Mỹ. Loại bom này cũng được quân đội Israel sử dụng rộng rãi trong xung đột ở giải Gaza. Không rõ không quân Ukraine sử dụng chiến đấu cơ nào để nắm bom GBU-39. Các chiến đấu cơ Mỹ như F-16 thường mang cùng 4 quả bom loại này trên một giá đỡ. Ukraine đã biên chế các chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp kể từ đầu tháng này. Ukraine gần đây đã công bố sử dụng một số vũ khí Mỹ cung cấp trong giao tranh ở vùng kết, như tên lửa Himayes bom dẫn đường, nhưng kép vẫn chưa được Washington cho phép sử dụng tên lửa tầm xa ATAC-MS. Lần gần nhất Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Alexander Siki công bố bước tiến ở vòng kết là vào ngày 20 tháng 8. Ông Siki nói, Ukraine kiểm soát 1.263 km vùng lãnh thổ Nga, tiến sâu từ 28 đến 35 km và hiện diện ở 93 khu dân cư vùng kết. Chuyên gia quân sự nói gì về xe Cybertruck gắn súng máy của lãnh đạo Chechnya? Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov gây xôn xao mạng xã hội sau khi đăng một đoạn video quay cảnh ông lái chiếc Cybertruck có gắn súng máy. Mặc dù chiếc xe bán tải điện của hãng Tesla trông giống như một thứ vũ khí hiện đại trong tương lai, đi kèm là một số tính năng có thể hữu ích ở địa hình hiểm trở, nhưng nó khó có thể được đem ra sử dụng trên chiến trường thực tế, một chuyên gia quân sự cho biết. Trong một bài đăng trên Telegram, lãnh đạo Chesnya Kadyrov đã ca ngợi xe bán tải điện Cybertruck, nói rằng cá nhân ông hiểu lý do tại sao nó được mệnh danh là quái thú không gian. Ông Kadyrov, đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ca ngợi giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk, và nói rằng Chesnya đã nhận chiếc xe Cybertruck từ chính Musk. Tỷ phú người Mỹ sau đó ra sức phủ nhận thông tin ông tặng xe cho Kadyrov trên mạng xã hội X, trước là Twitter. Trong đoạn video của mình, ông Kadyrov còn tuyên bố rằng chiếc xe Cybertruck sẽ sớm được đưa đến chiến trường Ukraine. Bất kể ông Kadyrov làm cách nào để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây và sở hữu một trong số những chiếc xe bán tải điện có giá gần 100.000 đô la Mỹ, hai chuyên gia khu vực cho biết tuyên bố đưa chiếc xe ra chiến trường. Thực tế là lố bịch. Nhà lãnh đạo Chechnya trước đây khá nổi tiếng với những màn trình diễn thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế như chơi bóng đá với ngôi sao người Argentina Diego Maradona hay thuyết phục nữ diễn viên Hollywood Hilary Swank tham dự tiệc sinh nhật của ông. Tuy nhiên, việc gửi một chiếc bán tải điện Cybertruck ra chiến trường không có nhiều ý nghĩa về mặt hậu cần. Ông Kankian nhận định, theo vị chuyên gia, phương tiện này cần có điện sử dụng động cơ điện và pin sạc thay vì động cơ xăng truyền thống, những thiết bị và cơ sở hạ tầng thường thiếu ở khu vực tiền tuyến. Ông Kankian cho biết, đây cũng là vấn đề mà quân đội Mỹ đang cố gắng giải quyết. Một số bên liên quan về quân sự đang thúc đẩy lực lượng Mỹ chuyển sang sử dụng điện để giúp chống khủng hoảng khí hậu. Nhưng việc điện hóa các phương tiện quân sự đã hỏi một lượng điện khổng lồ gần như vô tận và dễ tiếp cận, vấn đề mà quân đội đang cố gắng giải quyết. Ông thừa nhận rằng có thể có một số trường hợp hiếm hoi mà cyber chất tỏ ra hữu ích đối với lực lượng nga ở ukraine. Theo Kantian, khả năng tàn hình của phương tiện này có thể được tận dụng trong một số hoạt động đặc biệt bù đắp cho sự bất tiện của nó nhưng hầu hết các phương tiện cùng kích cỡ với Cybertruck cũng vận hành khá êm, không gây nhiều tiếng động. Trong khi đó, khẩu súng máy phô trương mà ông Kadyrov gắn trên Cybertruck trái ngược với khả năng hoạt động âm thầm của xe, theo ông Kankian. Ông Kankian kết luận, trong xe Cybertruck gắn súng máy rất hào nhoáng nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột nga-ukraina sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật, mời quý vị chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like, subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.